Tôi không thích Covid một tí nào hết, tôi sợ cái dịch này rồi đấy. Mọi người nhớ giữ sức khỏe nhá, nhất định mọi người phải nhớ giữ sức khỏe nha mọi người. Nhớ đấy, đừng có ai rời xa Ban Chổ cả, mình sợ lắm. Lúc đầu thì Ban Chổ không có sợ đâu. Ban Chổ nghĩ là có thể ở nhà ngồi im, không tiếp xúc với ai, không ra đường là được rồi. Nhưng mà dần dần, mình không biết thế nào cả, nhưng mà thật sự mình rất sợ. Không biết được, nhưng mà mong làm ơn mọi người đừng có bị gì cả. Hí. Cẩn thận nha mọi người, nhớ đấy, nhớ chú ý đến sức khỏe của bản thân đấy, đừng có bị sao hết Ban Chổ đâu đấy. Tôi nói thật đấy, tôi sợ. Mọi người nhớ cẩn thận nhá, nhớ đấy, đừng có đi đâu hết, đừng có rời xa bay, đừng đi đâu hết nha mọi người. Ở yên đấy nhá, mình khỏe lắm. Nhưng mà mình chỉ lo cho mọi người thôi.